chuẩn bị giấy A4 với kích thước là 20 x 20 cm. Ta bắt đầu gấp hai đường chéo. Mở ra, ta gấp đầu vào giữa. Đó, ta gấp đôi một giấy lại. Sau cùng ta dùng bút vẽ mắt và ta đã hoàn thành cắt gấp một con chim non. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào video sau.